Bích Liên xin gửi lời trân trọng kính chào đến quý khán giả và khách hàng khắp nơi. Bích Liên xin chào mừng quý vị đến với chương trình làm đẹp của hệ thống công ty EV Princess. Kính thưa quý vị, Bích Liên xin phép thưa quý vị là EV Princess trong uống ngoài thoa. Vâng, thưa quý vị, mình có sức khỏe, mình có làn da đẹp, mình đẹp thì mình sẽ thành công trên tất cả các lĩnh vực, phải không thưa quý vị? Bích Liên xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị thật vui, thật hạnh phúc và an lành bên người thân của quý vị. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay Bích Liên rất vui xin được trở lại cùng tất cả quý vị trong chương trình làm đẹp của công ty hệ thống EV Princess. Thưa quý vị, trong uống ngoài thoa, Bích Liên phải nói là Bích Liên rất vui, rất hạnh phúc. Trong những tuần lễ vừa qua, Bích Liên được trở về đài cùng thưa chuyện với tất cả quý vị. Quý vị đã đáp ứng lời mời của Bích Liên, là một sự khuyến khích vô cùng quý giá mà Bích Liên không thể nào có thể mua được. Thưa quý vị, Bích Liên xin đại diện cho hệ thống công ty dược mỹ phẩm EV Princess trong uống ngoài thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị đã thương yêu, quý vị đã tin tưởng, quý vị đã dùng qua những sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess, từ sản phẩm làm đẹp làn da nè, cho đến sản phẩm dưỡng da nè, rồi cho đến dược thảo để giúp cho cơ thể sức khỏe của quý vị. Trong thời gian qua, quý vị có biết rằng sản phẩm EV Princess và hệ thống công ty EV Princess đã đến với quý vị lâu chưa? Vâng, thưa quý vị, Bích Liên xin phép thưa quý vị là hệ thống công ty EV Princess đã đến với quý vị trên 18 năm qua rồi. Thời gian qua nhanh quá, phải không thưa quý vị? Bích Liên không có nghĩ đến cái việc đó, nhưng mà thưa quý vị, trong tuần vừa qua, Bích Liên gặp rất là nhiều khách hàng của Bích Liên đã gọi vào chương trình mà Bích Liên cố gắng giúp cho nhân viên để trả lời điện thoại, cũng như Bích Liên đi những chương trình show đã gặp rất là nhiều khách hàng. Khách hàng có cho Bích Liên được biết rằng một cơ sở thương mại đứng vững trong 3 đến 5 năm là đã cho cái sự thành công rồi. Trong khi đó, sản phẩm EV Princess này đã đứng vững trên thị trường trên 18 năm qua. Đó là một điều thời gian khá dài mà cũng không phải là một thời gian ngắn để quý vị đánh giá của nó. Tuy nhiên, sản phẩm EV Princess này đã đến với quý vị trên 18 năm qua, đã đến với 15 quốc gia trên toàn thế giới. Hàng triệu khách hàng đã dùng qua, đã khen ngợi là thân dược mang lại làn da sắc đẹp cho người phụ nữ và nam giới. Vâng, thưa quý vị, trong những năm vừa qua, Bích Liên cố gắng miệt mài rất nhiều để phục vụ cho quý vị tìm kiếm những sản phẩm tốt nhất để mang lại sự mong muốn của tất cả quý khách hàng khắp nơi. Vâng, thưa quý vị, Bích Liên đã chứng minh cho quý vị những sản phẩm làm đẹp làm da với bộ dạng phẩm EV Princess mang lại niềm vui, tự tin, thành công và hạnh phúc cho quý vị trong thời gian qua. Và vừa rồi, Bích Liên cũng đã giới thiệu đến quý vị những sản phẩm rất tốt, đặc biệt là về dược thảo linh chi đông trùng hạ thảo. Trong thời gian tới đây, Bích Liên sẽ có những show khác biệt nhau để quý vị dễ dàng, quý vị không phải thắc mắc mà quý vị gọi vào trong công ty để hỏi nhiều thời gian, mà quý vị rất là mong mỏi được có những sản phẩm tốt để sở hữu, cho đến tất cả từ sản phẩm làn da cho đến sức khỏe đến quý vị.